Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, trước nguy cơ xung đột ở Ukraine lan rộng, Liên minh châu Âu EU đã hoàn thiện chiến lược của mình nhằm tăng cường mua sắm quốc phòng trong khối. Đến năm 2025, EU có kế hoạch sản xuất hơn 2 triệu viên đạn pháo hàng năm bằng cách sử dụng nguồn lực nội khối trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở ukraine eu đang tiến hành cải tổ chính sách quốc phòng của mình hiện ủy ban châu âu ec đang lên chiến lược công nghiệp quốc phòng châu âu edis mới trước đó tại phiên họp của nghị viện châu âu nơi được dành để thảo luận về an ninh và quốc phòng châu âu chủ tịch ec ursula von der leyen cho biết sẽ công bố tài liệu này trong những tuần tới người đứng đầu ec nêu các điểm chính của tài liệu chi tiêu nhiều hơn chi tiêu thông minh hơn tăng mua sắm chung và sử dụng kinh nghiệm từ cuộc xung đột ở Ukraine để vượt qua Nga trên chiến trường. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, người đứng đầu EC cũng nêu rõ sự cần thiết phải tăng cường sản xuất vũ khí dựa trên kinh nghiệm củng cố quỹ để sản xuất vaccine ngừa COVID-19 và mua chung khí đốt. Theo dự thảo của tài liệu mà Bloomberg thu thập được, EU sẽ đặt mục tiêu thực hiện một nửa số hợp đồng mua sắm quốc phòng trong khối vào năm 2035 điều này sẽ đảo ngược xu hướng gần đây là mua phần lớn thiết bị quân sự của mình từ các nước thứ ba bloomberg cho biết chiến lược mới sẽ định hướng việc thực hiện các khoản đầu tư chung của eu vào lĩnh vực quốc phòng đảm bảo các nguồn cung cấp quan trọng và điều chỉnh chính sách cho vay của ngân hàng đầu tư châu âu bloomberg lưu ý eu sẽ cần sản xuất hàng loạt đạn dược máy bay không người lái và các vũ khí phòng thủ quan trọng khác trong bối cảnh các quốc gia thành viên đang phải đối mặt với các mối đe dọa hỗn hợp bao gồm các cuộc tấn công mạng phá hoại và xâm nhập cơ sở hạ tầng quan trọng. Châu Âu cũng sẽ cần bảo vệ quyền tiếp cận của mình vào lĩnh vực hàng hải, hàng không, mạng và không gian. Tài liệu nêu rõ những diễn biến địa chính trị nêu bật nhu cầu cấp thiết đối với châu Âu trong việc chịu trách nhiệm lớn hơn về an ninh của chính mình và chuẩn bị để đối phó một cách hiệu quả với các mối đe dọa mà khu vực này phải đối mặt. Mới đây nhất, các quan chức EU vén màn sáng kiến đầy tham vọng nhằm tăng cường sản xuất và mua sắm vũ khí nội khối để giảm phụ thuộc vào vũ khí Mỹ và để phản ứng trước chiến dịch của Nga tại Ukraine. Ủy viên thị trường nội bộ EU Thierry Breton nói với các phóng viên khi công bố sáng kiến mới có tên Chiến lược Công nghiệp Quốc phòng châu Âu rằng để đối phó sự trở lại của giao tranh cường độ cao ở biên giới chúng tôi, chúng tôi đã quyết định tăng tốc. Về lâu dài, sáng kiến này nhằm khuyến khích các nhà sản xuất vũ khí của châu Âu đầu tư nhiều hơn, cải thiện độ linh hoạt trong quy trình sản xuất và cùng lập danh mục kho vũ khí của nhau. Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Margaret Vestager cho biết, chúng ta phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của chính mình, tất nhiên là trong khi vẫn duy trì đầy đủ cam kết với liên minh NATO. Bà Vestager nói với các phóng viên, chúng tôi cần đạt được thế cân bằng xuyên đại Tây Dương, bất kể diễn biến bầu cử ở Mỹ, ngầm chỉ ông Donald Trump, ứng viên tổng thống Mỹ có thái độ hoài nghi NATO. Vấn đề lấy nguồn tài chính ở đâu cho sáng kiến đầy tham vọng này đang là việc nan giải đối với châu Âu, vốn đã cắt giảm đầu tư quốc phòng trong nhiều thập kỷ sau khi Liên Xô tàn giã. Tạp chí Military Watch của Mỹ đưa tin Nga đã đúng khi đặt vũ khí siêu thanh vào hầu hết nền tảng tấn công của mình. Nhận định được báo Mỹ đưa ra sau khi Nga công bố đã sử dụng tên lửa siêu thanh Jokon tấn công mục tiêu quân sự trên bộ tại Ukraine. Theo báo Mỹ, Việc sử dụng tổ hợp tấn công siêu thanh Zircon phóng từ biển trong hoạt động chiến đấu là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển vũ khí siêu thanh của không chỉ Nga. Báo Mỹ lưu ý rằng đó là lần đầu tiên trong lịch sử phương tiện bay siêu thanh được sử dụng trên các tàu chiến trong điều kiện chiến đấu. Tờ Military Watch dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết, hải quân Nga có kế hoạch trang bị cho toàn bộ khu trục hạm và tàu hộ tống mới tên lửa siêu thanh Zircon, khiến lực lượng này có sức mạnh tấn công hàng đầu thế giới. Bộ quốc phòng Nga gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Zircon. Phần lớn đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của tên lửa hành trình đều thuộc loại tuyệt mật nhưng cũng có thể biết được một số điểm. Sau khi hiện đại hóa, tuần dương hạng tên lửa hạt nhân hạng nặng Đô Đốc Nakhimov sẽ có trang bị bội siêu thanh. Những vũ khí này sẽ xuất hiện trên tàu ngầm sau năm 2025. Tàu ngầm đầu tiên mang chơi con là chiếc Perm thuộc đề án 885M Yasen M với tổ hợp bắn đa năng cho 32 khoang. Hiện thời, Jerkon đã lần đầu được sử dụng trong điều kiện thực chiến Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tên lửa chống hạm siêu thanh Onis cũng đã tấn công triệt hạ một chủ thể của lực lượng vũ trang Ukraine ở Odessa hồi giữa năm 2023. Tức là trên thực tế, một tên lửa chống hạm đã được phóng và diệt mục tiêu trên mặt đất. Hiệu quả được đảm bảo bởi đầu đạn nặng 450 kg và tốc độ cao, loại tên lửa như vậy cực kỳ khó đánh chặn. Báo Mỹ nhấn mạnh, Hải quân Nga là lực lượng đầu tiên trên thế giới chuyển sang sử dụng đại trà tên lửa chống hạm bội siêu thanh. Trong khi đó, Mỹ chưa đạt được bất kỳ thành công nào trong lĩnh vực này và phải thừa nhận họ đang ở thế đuổi theo Nga, mà triển vọng bắt kịp còn khá mù mờ. Loại tên lửa siêu thanh cực lợi hại của Nga Zircon được Tổng thống Putin giới thiệu vào năm 2018. Nga tuyên bố tên lửa có thể bay với tốc độ m 9, tầm bắn khoảng 1.000 km. Là một tên lửa đa năng, Zircon có thể được phóng từ nhiều nền tảng, bao gồm tàu, tàu ngầm và bệ phóng trên mặt đất. Đáng chú ý, tên lửa có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và hạt nhân trọng lượng của đầu đạn vào khoảng từ 300 đến 400 kg. Zircon được chế tạo để tấn công các tàu mặt nước của đối phương thuộc nhiều lớp khác nhau, từ khinh hạm đến tàu sân bay, cũng như các cơ sở quân sự mặt đất. Do Zircon di chuyển với tốc độ khá nhanh, nên các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại khó có thể phát hiện và đánh chặn tên lửa này. Theo hãng tin Reuters, những bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc có thể điều binh sĩ NATO tới Ukraine đang đẩy thế giới đến bờ vực chiến tranh hạt nhân đây là nhận định của giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại của Nga, SVR, Sergey Narikin. Ông Narikin nói, điều này cho thấy mức độ vô trách nhiệm cao của các nhà lãnh đạo châu Âu hiện nay, mà trong trường hợp này là tổng thống Pháp. Ông Narikin nhấn mạnh, thật đáng buồn khi thấy quan sát và hiểu rằng khả năng đàm phán của giới tinh hoa ở châu Âu và Bắc Đại Tây Dương đang ở mức rất thấp. Ngày càng hiếm thấy họ thể hiện bất kỳ ý thức chung nào. Những tuyên bố này cực kỳ nguy hiểm nó đang dẫn chúng ta đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Trước đó, trong chuyến thăm tới Cộng hòa Séc, Tổng thống Macron đã kêu gọi các đồng minh châu Âu không thể hiện sự hèn nhát trong cuộc xung đột ở Ukraine. Sau khi chủ trì hội nghị với sự tham gia của khoảng 20 quốc gia, Tổng thống Pháp Macron thừa nhận các nước phương Tây chưa đạt được sự nhất trí về việc đưa quân tới Ukraine, song không loại trừ kịch bản này trong tương lai. Đại diện các quốc gia tham dự hội nghị cho biết họ chưa có kế hoạch gửi quân đội tới Ukraine đồng thời phản đối việc tham gia vào các hành động thù địch chống lại Nga. Trong khi đó, ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné phát biểu trên truyền thông rằng Paris sẽ không bao giờ bước qua làn ranh đỏ trong cuộc xung đột tại Ukraine. Theo vị ngoại trưởng này, Pháp đã gửi một thông điệp vô cùng rõ ràng tới Nga về việc nước này sẽ tiếp tục cung cấp một số viện trợ cần thiết cho Kyiv, bao gồm giả phá bom mìn và huấn luyện quân đội Ukraine. Tuy vậy, điều này không ngụ ý cho sự tham gia trực tiếp của quân đội nước này vào cuộc xung đột. Nhà Trắng cũng phản bác ý tưởng đưa binh sĩ phương Tây tới Ukraine, cho hay Kiev chưa từng đưa ra yêu cầu nước ngoài chiến đấu thay mình. Ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ phát biểu tại Washington rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ đề nghị hỗ trợ vũ khí và năng lực. Ông ấy chưa bao giờ yêu cầu binh sĩ nước ngoài đến chiến đấu cho Ukraine. Dù vậy, Tổng thống Pháp vẫn kiên quyết bảo vệ ý tưởng này, khẳng định mình đã cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra sáng kiến. Giới chức Pháp cho rằng binh sĩ phương Tây có thể đến Ukraine để hỗ trợ ra phá bom mìn, nhưng không trực tiếp tham chiến. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng bình luận của Tổng thống Macron không giúp giải quyết các thách thức trong hỗ trợ Ukraine. Ông tái khẳng định phương Tây lúc này không cần thảo luận vấn đề gửi quân đến Ukraine. Ý tưởng đưa quân đến Ukraine vốn là điều cấm kỵ, đặc biệt khi NATO tìm cách tránh bị kéo vào cuộc xung đột rộng hơn với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lãnh đạo các nước cho biết không muốn lực lượng của mình tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột cũng như không muốn đụng độ trực tiếp với nga. trong khi đó tổng thống séc pet pavel lại ủng hộ phương tây tìm kiếm ý tưởng mới nhằm hỗ trợ ukraine trong đó có khả năng gửi quân nhân đến ukraine tham gia những hoạt động phi tác chiến. ông cho rằng phương tây không nên loại bỏ hoàn toàn đề xuất của tổng thống pháp và kêu gọi các đối tác không tự giới hạn bản thân không cần thiết. tổng thống pavel lập luận rằng các đồng minh của kiev vẫn có thể gửi lực lượng huấn luyện đến Ukraine mà không trực tiếp tham chiến, miễn là không vi phạm các quy tắc quốc tế. Ông nói, dù đang bị tấn công, Ukraine vẫn là một nước có chủ quyền, chúng ta có thể lựa chọn mọi hình thức giúp đỡ.